Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với chuyên mục chính sách mới của kênh YouTube Thư viện Pháp luật. Vừa qua, chính phủ vừa ban hành nghị định đầu tiên trong năm, nghị định 01 năm 2021 về đăng ký doanh nghiệp, thay thế nghị định 78 năm 2015 và nghị định 108 năm 2018. Với video ngày hôm nay, Thư viện Pháp luật sẽ gửi đến các bạn 7 quy định mới về hộ kinh doanh theo quy định tại nghị định này. Thứ nhất, chỉ còn lại 2 đối tượng được thành lập hộ kinh doanh. Trước đây, tại khoản 1 điều 66 nghị định 78 năm 2015 quy định hộ kinh doanh do các đối tượng sau thành lập: cá nhân hoặc một nhóm người Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thành lập một hộ gia đình thành lập. Theo quy định hiện nay, tại khoản 1 điều 79 nghị định 01 năm 2021 quy định hộ kinh doanh do các đối tượng sau thành lập: một cá nhân thành lập, các thành viên hộ gia đình thành lập. Như vậy, theo quy định mới thì nhóm cá nhân người Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ không còn được thành lập hộ kinh doanh. Hơn nữa, tại nghị định mới này, trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh. Thứ hai, hộ kinh doanh được phép kinh doanh tại nhiều địa điểm. Trước đây, nghị định 78 năm 2015 ấn định hộ kinh doanh chỉ có duy nhất một địa điểm kinh doanh, trừ hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đăng ký. Theo quy định hiện nay, hộ kinh doanh có thể kinh doanh tại nhiều địa điểm. Cụ thể, tại khoản 2 điều 86 nghị định 01 năm 2021 quy định một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm, nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại. Thứ ba, bổ sung quy định về thời gian đăng ký thay đổi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo đó, tại khoản 1 điều 90 nghị định 01 năm 2021 quy định thời gian đăng ký thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. Theo quy định trước đây, nghị định 78 năm 2015 không quy định về vấn đề này. Ngoài ra, liên quan đến việc thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh thì trước đây, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ cho hộ kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký. Theo quy định hiện tại, nghị định 01 năm 2021 đã rút ngắn thời gian chỉ còn 3 ngày làm việc. Thứ tư, có thể tạm dừng kinh doanh vô thời hạn. Trước đây, theo điều 76 nghị định 78 2015, hộ kinh doanh chỉ được tạm ngừng kinh doanh không quá 1 năm và gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm dừng kinh doanh. Theo quy định hiện tại, nghị định 01 năm 2021 không còn quy định về giới hạn thời gian tạm ngừng kinh doanh, nhưng phải gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đã đăng ký ít nhất 3 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Thứ năm, được ủy quyền thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Trước đây không quy định về việc ủy quyền đăng ký hộ kinh doanh. Hiện nay, tại khoản 4 điều 84 nghị định 01 năm 2021 quy định chủ hộ kinh doanh có thể ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại điều 12 của nghị định này. Thứ sáu, thay đổi và bổ sung trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Điều 93 nghị định 01 năm 2021 quy định về những trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh như sau: nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo, ngừng hoạt động kinh doanh quá 6 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký và cơ quan thuế, kinh doanh ngành nghề bị cấm, hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập, hộ kinh doanh không gửi báo cáo theo quy định tại khoản 6 điều 16 nghị định 01 năm 2021 đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản, trường hợp khác theo quyết định của tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật. Thứ bảy, thêm quy định về thuê người quản lý hoạt động kinh doanh. Trước đây, nghị định 78 năm 2015 không quy định về vấn đề này. Hiện nay, theo khoản 3 điều 81 nghị định 01 năm 2021, hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm đối với khoản nợ và nghĩa vụ tài sản phát sinh từ hoạt động kinh doanh. Đến đây, video xin phép được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh YouTube của Thư viện Pháp luật để nhận thông báo về các video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.